Hay nói cách khác, tôi giải thích một chút rằng văn hóa tiền sử là gì. Trong chúng ta ngồi đây có người chưa biết rõ, tất nhiên có những người thuộc giới trí thức có thể đã biết rõ văn hóa tiền sử là gì. Nói ví dụ như, nhân loại chúng ta từ khi bắt đầu có văn minh, khi nhân loại có tư tưởng phong phú, có văn hóa, xuất hiện chữ viết, đó là khi nhân loại tiến nhập vào thời kỳ văn minh. Quay về trước nữa thì mới biết thắt nút dây để ghi nhớ sự việc. Về trước nữa thì con người ấy là còn sống trong sơn độc, người đầy lông lá, che thân bằng lá cây, ăn thịt sống. Thế thì không nói đến văn minh được. Nói cách khác, khí công mà chúng ta nói đến ấy, nó vượt quá thời kỳ văn minh này của nhân loại chúng ta. Mà tất nhiên nó không phải do những người vượn kia sáng tạo ra. Nó là một loại văn hóa tiền sử. Vậy thì văn hóa tiền sử này được giải thích thế nào? Nói ví dụ như hiện nay giới khoa học kỹ thuật phát hiện rằng đây đều là điều mà các nhà khoa học nói. Lấy một ví dụ. Trước nền văn minh của nhân loại chúng ta hôm nay đã từng tồn tại văn minh của nhân loại rồi. Nghĩa là lịch sử văn minh nhân loại chúng ta như nói về dân tộc Trung Hoa chúng ta có thể nói là có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Khoảng 5.000 năm văn minh, có thể nói là một trong những dân tộc lâu đời trên thế giới. Vậy mà cũng chỉ có 5.000 năm lịch sử văn minh thôi. Về trước đó nữa thì không có gì. Nhưng từ những tích cổ văn minh mà các nhà khoa học hôm nay phát hiện ra, mà ở nước ta cũng có, các nơi trên thế giới cũng có những thứ ấy, thì phát hiện ra những thứ vượt xa hoàn toàn khỏi lịch sử văn minh lần này của nhân loại. Chúng là những tích cổ văn minh và văn vật lịch sử của các thời kỳ lịch sử từ hàng mười mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước, mấy triệu năm trước, mấy chục triệu năm trước, thậm chí còn xa hơn thế nữa. Lý giải việc này như thế nào? Những sự việc như thế tồn tại phổ biến, được phát hiện phổ biến. Cho nên đối với nền văn hóa của chúng ta hôm nay, điều ấy có thể nói là một cú sốc khá mạnh. Chiều theo thuyết tiến hóa của Darwin, nhân loại là từ người vượn tiến hóa thành con người văn minh hôm nay. Tôi nói rằng nhận thức đó rất có hạn. Mà tôi có thể đưa ra những ví dụ cụ thể cho mọi người. Chẳng hạn trái đất chúng ta hiện nay có các đại lục như châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và còn có mấy đại dương. Những đại lục đó tồn tại như ta thấy theo từng khối nên gọi đó là các bản khối đại lục. Đó là cách gọi của những nhà địa chất học gọi là bản khối đại lục. Ngoài đó ra thì đều là biển. Nhưng các bản khối đại lục nghĩa là sự hình thành kết cấu của trái đất trong mấy chục triệu năm lịch sử vừa qua không có biến đổi gì lớn. Dù là bản khối của châu lục nào thì cũng không phát sinh biến đổi gì trong mấy chục triệu năm qua. Ấy thế mà rất nhiều nơi ở đáy biển người ta tìm thấy những kiến trúc đồ sộ. Có rất nhiều những kiến trúc được điêu khắc bằng đá rất tinh mỹ và đẹp như cung điện vậy. Tồn tại rất phổ biến, ở đáy đại dương nào cũng đều có phát hiện thấy. Điều đó nói lên một vấn đề, đó là trước khi bản khối đại lục kia hình thành hàng mấy chục triệu năm trước, thì hỏi ai đã tạo dựng nên những nền văn minh ấy? Giải thích điều này thế nào đây? Chúng ta hãy lấy ví dụ cụ thể. Nước Mỹ có những nhà khoa học phát hiện được hóa thạch bọ ba thùy ở vùng núi tại California mà trên mặt khối hóa thạch đó. Bọ ba thùy ấy, những ai làm về địa chất đều biết, làm về sinh vật học cũng biết, bọ ba thùy là sinh vật sống vào 600 triệu năm đến 260 triệu năm trước đây, là sản vật của khoảng thời gian đó. Từ 260 triệu năm trước trở về đây thì nó không còn tồn tại nữa. Thế mà trên mặt khối hóa thạch bọ ba thùy còn đồng thời lưu lại một dấu chân người, dấu chân của một người đi giày đạp lên đó, trông rõ một một, còn một khối hóa thạch có dấu chân em bé chân trần dẫm lên, cũng hết sức rõ ràng. Đây chẳng phải là đang cười các nhà địa chất học, các nhà lịch sử học của chúng ta hay sao? Thời bấy giờ lẽ nào đã có con người, hơn nữa là đi giày dẫm lên, vậy là người ta phải có văn minh nhất định, là con người có trí tuệ, họ biết đi giày mà. Giải thích điều này như thế nào đây? Những điều như thế tất nhiên còn nhiều lắm. Chúng ta không lấy thêm ví dụ nữa. Ta hãy lấy ví dụ gần hơn. Ở Bảo tàng Đại học Quốc gia Peru có một khối đá, mà trên đó có khắc một hình người, một khối đá lớn.
Hình người này mặc y phục, đội mũ, đi giày, tay cầm một chiếc kính viễn vọng đang quan sát thiên thể. Vậy là có trí thức nhất định về thiên văn, ấy thế mà dùng phương pháp đo đồng vị phóng xạ, đồng vị carbon 14 thì phải. Dù sao cũng là kết hợp phương pháp khoa học tính ra rằng hình người đó được khắc lên vào 3 vạn năm trước. Mọi người nghĩ xem, con người cả 3 vạn năm trước lẽ nào đã biết mặc quần áo? Con người từ 3 vạn năm trước sao đã có kính viễn vọng? Theo nhận thức chung của giới khoa học kỹ thuật hiện nay, chúng ta biết kính viễn vọng là do một người châu Âu là Galileo phát minh ra. Vậy thì 3 vạn năm trước kính viễn vọng từ đâu mà có? Đang quan sát thiên thể, người đó hẳn cũng có tri thức nhất định về thiên văn. Lý giải điều này thế nào đây? Những điều tương tự đương nhiên cũng có nhiều lắm, chẳng hạn như ở Pháp, Nam Phi, dãy núi Alps và rất nhiều nơi khác vân vân đã phát hiện những bức bích họa, khắc họa trong động đá và trên vách đá đều được khắc từ mười mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước. Những hình động vật được khắc trông hết sức sống động, giống như là thật vậy. Chúng đều được tô màu bằng khoáng chất, màu sắc không bị phai. Một số hình người được khắc lên trông tựa như được khắc bởi các nghệ thuật gia hiện đại vậy. Mà những hình người đó đều mặc y phục tựa như y phục nhân loại chúng ta thời đầu thế kỷ này. Ví như giống y phục phương Tây mà người châu Âu mặc, không phải loại thiết kế ngày nay. Họ mặc tất nịt, quần nịt, còn đi cả giày, tay cầm những thứ tựa như ba tong, tẩu thuốc, trên đầu đội mũ. Mọi người nghĩ xem, mười mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước, những con khỉ ấy làm sao tưởng tượng ra được thời trang của nhân loại ngày nay? Vậy hỏi ai đã khắc những hình đó? Chúng ta hãy nói điều xa xưa hơn. Như mọi người đã biết, châu Phi có những nơi có phần lạc hậu, được xem là các nước thế giới thứ ba, có nước Cộng hòa Gabon, sản xuất quặng uranium. Uranium chứ không phải dầu, chúng ta đang nói về phản ứng hạt nhân, về uranium dùng cho phản ứng hạt nhân. Quốc gia này không thể tự chiết luyện quặng uranium, vì không có năng lực sản xuất năng lượng hạt nhân, cho nên xuất khẩu quặng sang các nước tiên tiến. Năm 1972, một nhà máy của Pháp đã nhập khẩu lượng lớn quặng này và phát hiện rằng quặng đều đã được chiết luyện rồi. Họ cảm thấy lạ quá. Bèn cử nhân viên khoa học của mình đi khảo sát, sau đó rất nhiều nhân viên khoa học cũng đi khảo sát. Cuối cùng phát hiện rằng quặng này... Đương nhiên, kết luận khảo sát của họ chấn động toàn thế giới. Có rất nhiều nhà khoa học đã đi khảo sát. Phát hiện rằng mỏ quặng uranium này chính là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn. Một lò phản ứng hạt nhân lộ thiên quy mô lớn, hơn nữa kết cấu bố cục hết sức hợp lý. Con người hiện đại cũng không thể sáng tạo ra. Đương nhiên, con người chúng ta hiện nay không cách nào tạo ra lò phản ứng hạt nhân lớn cỡ như thế. Vậy hỏi nó được hình thành khi nào? Theo chắc định thì nó được xây dựng từ 2 tỷ năm trước. Quả là con số thiên văn, nó đã vận hành trong 500.000 năm. Những việc như thế này, đương nhiên có rất nhiều tài liệu, chúng ta không thể kể từng cái nữa, quá nhiều mà. Sự kiện này đã gây chấn động lớn đến khoa học hiện nay của chúng ta, cũng như nhận thức hiện nay về lịch sử nhân loại chúng ta. Đương nhiên rồi, nhân loại chúng ta vốn không ngừng phát triển, chẳng phải chúng ta vẫn giảng về phép biện chứng sao? Không gì có thể coi là tuyệt đối hết. Nhận thức trước đây của chúng ta không nhất định sẽ tuyệt đối đúng đắn. Nhân loại cũng đang không ngừng nhận thức lại mới chính mình, thuận theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mà không ngừng phát triển, đổi mới và hoàn thiện bản thân, đó cũng là điều tất nhiên. Tôi vừa nói sơ lược cho mọi người về văn hóa tiền sử là gì. Các nhà khoa học cũng vì thế mà gọi đó là văn hóa tiền sử, vì nó vượt ra khỏi lịch sử nhân loại chúng ta. Hơn nữa, họ còn nói rằng văn hóa tiền sử không chỉ có một lần. Họ nhìn nhận rằng văn hóa tiền sử là có rất nhiều lần rồi. Hơn nữa, theo họ giảng thì sau khi xuất hiện văn minh nhân loại sẽ thuận theo biến hóa của giới tự nhiên. Họ giảng về thay đổi của giới tự nhiên, ví như một tinh cầu va vào một tinh cầu khác, hoặc thiên tai nhân họa nạn hồng thủy, hoặc xuất hiện vấn đề nào đó mà khiến nhân loại bị hủy diệt, sau đó một ít người sống sót và sống một cuộc sống nguyên thủy vì tất cả công cụ lao động đều đã bị phá hủy rồi.
sống cuộc sống nguyên thủy. Cuối cùng nhân loại phát triển đông lên và lại tiến nhập vào thời kỳ văn minh. Thế rồi có thể là trong quá trình phát triển dài đằng đẵng của lịch sử lại gặp phải tai họa, mang tính hủy diệt, sau đó lại rơi vào trạng thái hủy diệt và lại sinh sôi ra nhân loại mới, là trải qua một số lần nền văn minh có tính chu kỳ như thế. Tất nhiên tôi vừa giảng đây là điều được nhận thức trong giới khoa học kỹ thuật, chúng tôi tại đây không nói gì huyền hoặc cả. Văn minh nhân loại hiện nay đã nhận thức được tới bước này. Kỳ thực chúng ta có thể tra thấy điều này trong kinh sách. Tất nhiên như chúng tôi đã giảng, vấn đề tôi vừa đề cập đến, tức là tôi giảng rằng chúng tôi là công pháp Phật gia. Cho nên chúng tôi nói rằng 2.500 năm trước đây Thích Ca Mâu Ni cũng đã giảng những chuyện này. Ví dụ ông giảng rằng ông đã tu luyện đắc đạo từ hàng bao nhiêu ức kiếp về trước. Ông cũng giảng rằng sư phụ của ông cũng đã tu luyện đắc đạo từ hàng bao nhiêu ức kiếp về trước, và còn tồn tại những vị Phật nguyên thủy khác nữa. Đó đều là những con số thiên văn khổng lồ và cực kỳ xa xưa. Nếu những điều ông nói là thật, vì trong lịch sử Thích Ca Mâu Ni là có thực, nếu những điều ông nói là thật, thì cũng phù hợp với nhận thức của con người hiện đại chúng ta ngày nay. Cho nên tôi giảng rằng, ngược lại, tôi có thể nói với chư vị rằng, vậy thì nếu đúng là như vậy, chư vị thử nghĩ xem, lúc đó nếu ông tu luyện, phải chăng là cần tu luyện thông qua một phương pháp nào đó? Vậy thì phương pháp đó như thế nào? Tôi nghĩ phải chăng trong các công pháp chính truyền chân chính này được lưu truyền trong xã hội chúng ta ngày nay, có những thứ như vậy được truyền lại từ thời kỳ tiền sử? Đương nhiên, nếu chư vị bảo tôi giảng thì điều đó khẳng định là có. Ít nhất điều mà bản thân Thích Ca Mâu Ni truyền là thứ thuộc về văn hóa tiền sử. Đương nhiên Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thời kỳ văn minh nhân loại lần này, nhưng chẳng phải ông giảng khai ngộ sao? Ông đã ngộ ra những thứ mà ông tu trước kia, ông đã ngộ ra, đã nhớ lại chúng. Vậy ngộ là gì? Chính là nhớ lại được. Đại não của ông lập tức được giải phóng. Ông mang những điều mà bản thân ông đã học trước kia ra để truyền lại cho con người. Chính là chuyện như vậy. Điều vừa rồi tôi giảng là nhận thức về lịch sử khí công của chúng ta. Chúng ta là giảng về nguồn gốc này của nó. Nó không phải là thứ mà nhân loại chúng ta hiện nay sáng tạo ra. Hiện nay có một vài người còn thay đổi công pháp này thành công pháp kia, lấy chỗ này một chút, trộm chỗ kia một chút, rồi sáng tác ra một loại công pháp nào đó. Tôi nói với chư vị rằng đó là hại người hại mình, hại người rất nghiêm trọng. Nhưng những điều này nếu chư vị phá hoại đi mất, tôi thấy tội này thật không nhẹ chút nào. Nó không giống như chúng ta tưởng tượng, vì khí công này hoàn toàn là thứ siêu thường, là thứ siêu xuất khỏi tầng thứ của người thường. Nhân loại chỉ đang ở trong cùng một tầng thứ, còn nó hoàn toàn siêu xuất khỏi điều này. Cho nên chư vị coi nó như luyện tập thể thao thì chư vị không đắc được gì hết. Vì sao chư vị luyện công không tăng công? Chính là nguyên nhân này. Như vậy nếu nó đã có lịch sử lâu dài như vậy, rốt cuộc khí công này có tác dụng gì? Tại đây tôi có thể nói với mọi người rằng chúng ta là công pháp Phật gia. Tôi có thể nói với chư vị một cách minh xác là như vậy, khí công của chúng ta chính là tu Phật, khí công của đạo gia.